Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 5 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay là chương trình tiếp theo, cuộc phỏng vấn đặc biệt cựu đại sứ Bùi Diệm do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính thưa quý vị, tóm tắt phần đầu là những khó khăn nội bộ của Hoa Kỳ giữa Tòa Bạch Ốc và Quốc hội, giữa Cộng hòa và Dân chủ, những quyết định của Tổng thống Trump về thảo luận hạt nhân, Iran và thế giới. Đặc biệt trong chương trình hôm nay, cựu đại sứ Bùi Diệm sẽ có những ghi nhận về đối ngoại của Hoa Kỳ trước ngày bầu cử ngày 3 tháng 11, 2020. Nếu mà không cẩn thận, chỉ có những cuộc xung đột nhỏ nhỏ, ví dụ như có những tàu nhỏ của Iran ở cái vịnh Hormuz ở đấy, cứ nghĩa là áp lực với lại Hoa Kỳ và một vài cái tàu bị mìn ở cái vùng đó, thì những cái gọi là những cái cuộc xung đột nhỏ nhỏ đấy làm cho Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ lại bảo rằng thì là do những cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, Iran đã sửa soạn, có lúc đã có thể nói nghĩa là tấn công vào những cái căn cứ ở Hoa Kỳ, ví dụ như ở Iraq chẳng hạn. Thì ở Iraq hiện nay Hoa Kỳ cũng còn một số quân chừng 5-6 ngàn quân, và cũng còn có những cái gọi là những cái tổ chức của Hoa Kỳ còn lại lúc trước hiện với ở Iraq. Thì chính phủ Hoa Kỳ ngụ ý nói rằng nhận được những cái gọi là những cái tin tức cho hoặc Iran sửa soạn để mà tấn công những cái gọi là những cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và vì vậy cho nên tình trạng giữa Hoa Kỳ và Iran cứ mỗi ngày một căng thẳng lên, làm cho người ta lo rằng thì là có thể xảy ra một cái cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Nhưng mà tới đây thì nhiều người có thể nói, quan sát viên quốc tế có nêu ra cái trường hợp là có lẽ là bởi vì cái ông cố vấn về an ninh quốc gia của ông Tổng thống Trump, tức là ông Bolton, ông ấy có một cái thái độ hết sức cực đoan đối với Iran, bởi vì trong quá khứ ông ấy đã chủ trương công khai rằng thì là phải thay đổi cái chế độ đó, tức là nghĩa lật đổ cái chế độ của giáo sĩ Khamenei đi để mà bằng một cái gọi là một cái chế độ dân chủ khác. Thì người ta lo rằng thì là dưới cái sự thúc đẩy của những cái cộng sự viên của ông Trump mà có những cái thái độ hết sức cực quan với Iran, thì người ta lại ngược lại, người ta lại đưa ra những cái lập luận để bảo không, ông Trump ông ấy cũng khá vững chắc, ông không đến nỗi nghe lời của ông Bolton một cách có thể nói rằng thì là mù quáng đâu. Ông vẫn giữ vững được cái tình trạng, và lắm lúc ông ấy đã kêu rằng thì là ông Bolton đi quá xa trong cái vấn đề gây ảnh hưởng để phải chống đối với Iran. Nhưng mà mặc dù như vậy, cái tình trạng nó cũng vẫn tiếp tục, tức là một bên thì Hoa Kỳ vẫn tiến tới trong những cái biện pháp mà có thể nói trừng phạt Iran, và một bên Iran thì cũng không có thể nói rằng thì là yếu kém gì để mà không đủ đối phó với Hoa Kỳ. Họ cũng có những cái biện pháp, hoặc rằng thì là ủng hộ những cái tổ chức mà có thể nói rằng thì là như là Hezbollah ở gần biên giới của Iran. Thành ra là về phương diện mà những cái sự đối phó tích cực của Iran, người ta thấy rằng thì Iran cũng còn rất nhiều phương tiện để đối phó lại, đặc biệt ở những vấn đề ở Trung Đông, ủng hộ chế độ của Syria của ông Assad và tất cả những cái vấn đề khác ở Trung Đông, thí dụ như là những cái vấn đề ở Iraq, nghĩa là Iran có ảnh hưởng rất lớn đối với lại chính phủ ở Iraq, vì có những cái lực lượng võ trang do Iran có thể nói rằng thì là chủ sướng và kiểm soát vẫn có mặt
ở trên gọi là lãnh thổ Iraq. Thành thử những cái vấn đề mà những cái có thể nói phản ứng của Iraq có thể nói ở nhiều chỗ được, chứ không phải ở một chỗ. Thành thử ra cái vấn đề giữa Iraq và Hoa Kỳ rối ren. Thì ông Trump cứ bảo rằng thì là thì bây giờ nói chuyện, nhưng mà nói chuyện để đi đến đâu? Ông Trump muốn gì? Ông Trump có trở lại cái trường hợp mà của cái thỏa hiệp lúc trước hay không? Mà cái gì có vẻ như là của chính phủ trước hay là của ông Obama thì ông ấy cũng là bác bỏ đi hết, để ông ấy bảo làm lại. Thế nhưng mà làm lại ra làm sao thì không thấy rõ. Thì đấy là cái vấn đề, như là vấn đề của Iran ấy. Cho đến bây giờ, cái sự xung đột giữa Iran và Hoa Kỳ nó vẫn tiếp diễn, và đồng thời nó có thể mỗi ngày nó một tăng lên. Người ta lo rằng sẽ có thể có những cái sự xung đột, nhưng mà nó là một tình trạng hết sức rối ren mà chưa ai biết rằng thì là sẽ đi tới đâu. Ngoài ra cái vấn đề đối với Iran thì chúng ta lại thấy cái vấn đề Hoa Kỳ đối với lại Bắc Hàn. Thì ai cũng biết rằng thì là ông Trump đã gặp Kim Jong-un ở Singapore. Yeah. Rồi lại về sau đó lại hứa hẹn rất nhiều, mà chỉ là những hứa hẹn tổng quát. Rồi về sau lại gặp ở Hà Nội. Rồi gặp ở Hà Nội thì đùng một cái ông Trump bỏ ra đi, không có kết quả. Và rồi sau đó hai nước thì gần như là có cái sự gián đoạn, không còn liên lạc được với nhau. Mặc dù rằng hai ông Kim Jong-un và ông Trump thỉnh thoảng vẫn trao đổi những lá thư, gần như người ta gọi là những lá thư tình, để mà gọi là khen nhau mà thôi. Còn trên thực tế, người ta thấy vẫn thấy Kim Jong-un tiếp tục mà để thử những vấn đề hỏa tiễn. Thì ông Trump nói rằng không, cái này cũng là chỉ những cái vấn đề mới nhỏ thôi, chứ chưa phải là cái vấn đề dứt đoạn giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nhưng mà gọi là thực tế trước mắt giữa mọi người thì hiện bây giờ hai bên không nói chuyện với nhau, và cứ nói chuyện bảo rằng thì là sẽ gặp nhau, nhưng mà không ai nói gặp nhau ở đâu và sẽ nói chuyện những gì. Bên Hoa Kỳ thì lắm lúc bảo rằng thì thì có thể rằng chấp nhận được cái việc mà gọi là giải giới những cái khí giới mà hạt nhân, thì có thể đi từng giai đoạn một, từng cái bước đầu đến bước hai rồi đến bước ba rồi cho đến kết cùng là hoàn toàn, nghĩa là kết cục có thể nói chấm dứt cái tình trạng mà Bắc Hàn sản xuất những cái khí giới hạt nhân. Nhưng mà hiện bây giờ không ai biết rằng thì là bước một, bước hai, bước ba, bước bốn ra làm sao, chỉ biết là hai bên. Đấy là vấn đề mà có thể nói từ hai năm nay ấy, ông Trump vẫn nói rằng thì là chỉ mình ông ấy có thể giải quyết được vấn đề đó, nhưng mà hiện dạng vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết. Đấy là hai vấn đề chưa được giải quyết. Vấn đề Venezuela. Vấn đề Venezuela thì cho là nhỏ đấy, là bởi vì thì là một cái nước nhỏ ở dưới miền dưới của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng có cái chủ trương là ủng hộ cái ông Guaido, là cái ông mà nhiều nước ở Nam Mỹ công nhận là tổng thống. Nhưng mà cho đến bây giờ thì mặc dù qua những cuộc biểu tình hoặc là qua những đe dọa của Hoa Kỳ, và nhiều khi cũng có được những cái mưu mô của phe chống đối muốn có thể nói dụ dỗ dưới quân nhân của Venezuela để chống lại chính phủ Venezuela. Nhưng mà tình trạng vẫn cứ không có gọi là giải quyết về vấn đề nào.
dân chúng thì vẫn chống đối, tình trạng của Venezuela vẫn là cực kỳ khó khăn, đứng về mọi phương diện, đứng về phương diện kinh tế cũng như đứng phương diện tiếp tế những vật dụng cho những người dân. Nhưng mà Hoa Kỳ bảo rằng thì là tất cả mọi giải pháp vẫn còn ở trên bàn, ngụ ý rằng nếu cần thì sẽ có cái sự can thiệp bằng quân sự. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.